Phía ngô bên này là của người dân trồng. À, cái này thì từ trước đến giờ, từ bao đời nay rồi các bạn, mọi người trồng đều như thế này cả. Đây như mọi người biết, thì ví dụ như là cái mọi người ở người dân ở trong bản thì có rất nhiều những cánh đồng ngô luôn. Tiêu, buona festa. Thank you very much. Thank you. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đó, ngày hôm nay thì là nói buổi hậu của Noel các bạn, như dễ lễ Tết các bạn. Nên là mọi người hôm nay tudo bem? Chào các bạn. Chào các bạn, Maximian Langenda. Ok. Đó, hiện tại anh em mình đang ở trong vườn ngô ở bản São Pedro các bạn. Đó, bây giờ nói chung là ngô bây giờ cũng tương đối là đẹp rồi, bắt đầu vào cái giai đoạn mà nó ra bắp rồi các bạn. Đó, đây, bắt đầu ra bắp đây rồi. Đó, chuẩn bị hứa hẹn một cái mùa ngô, mùa vụ gọi là no ấm cho người dân ở trong bản này các bạn. Toàn bộ những cái ngô này, đây là giống ngô của người dân bản địa ở bên này các bạn. Đợt trước là khi mà mình trồng cái giống ngô thuần chủng ở bên này ấy, thì toàn bộ những ngô đấy bây giờ vẫn đang phơi ở trong nhà thờ, vẫn bỏ ra ngoài sân phơi rồi cất trong nhà thờ để chuẩn bị vào cái vụ mùa mưa sang năm. Đó, mùa mưa sang năm thì mình sẽ tiến hành là phát ngô giống cho tất cả mọi người để mọi người trồng đại trà ở trong bản luôn. Bởi vì cái giống ngô đấy là ngô thuần chủng, không phải là ngô lai các bạn, nên là có thể để giống sang nhiều năm khác. Đó, và cái bắp ngô ở đấy thì nó sẽ to hơn so với là cái bắp ngô mà của người dân ở đây. Đây là cái giống ngô mình mua ở ngoài chợ các bạn. Đó, thế nên là cái cây nó rất là cao, nhưng mà nó nhỏ thôi. Cây cao nhưng mà nhỏ. Đó, và bây giờ thì đang ra bắp. Hy vọng là trong cái này thì anh em mình cũng đã chăm sóc rất là kỹ cẩn thận rồi các bạn. Đó, mọi người để ý đấy, nhìn đây toàn bộ từ trên xuống dưới cái cây ngô này, đến tận bây giờ là những cái lá ở dưới gốc này là những cái lá đầu tiên đấy các bạn này. Đó. Cái này là những cái lá của cái cây ngô mà lúc đầu tiên nó mới phát triển mà đến bây giờ nó vẫn còn xanh như này. Đó, thế là cây ngô nó đủ chất ăn. Đó, thế nên là hy vọng là đến đợt tới này thì là cái bắp ngô nó sẽ phát triển tốt. Quê Estibu, Estibu Milu e. É muito comprido, não está como igual que estava aí. Sim, esse é lá nossa terra, por isso é não está muito alto, mas a milho é grande. É grande. Esse está muito comprido. Tá vendo? Como é esse dia? Festa, tá passar bem? Tá se passar bem, porque não há ninguém que dormiu. Tirando lá mesmo o chefe, pá, não estava melhor, ele não está aparecendo aqui. Essa mesmo é a triste que não estive. Aquele dia eu estava bem doente, tem malária. Você? Sim. Percebemos mesmo, nos falaram, epa, depois é obrigatório, epa, ver todo, né, embora que nem nós todos que vamos lá, mas deixa sair umas pessoas para ver o chefe como é. Yeah. Chega, uh-huh. Ok. Đó các bạn, đấy cái vườn đỗ đây, đang phát triển rất là đẹp rồi. Thì cái này thời gian tới bây giờ cũng đang bắt đầu vào trong cái giai đoạn mà nó chuẩn bị ra hoa các bạn ạ. Khi nào mà ra hoa thì là lúc đây, đợt trước là mình có bón một lần lân đạm rồi. Đó. Đây, ví dụ như những cái chỗ này. Yandu. É flor ele, né? Ok. Sim, o princípio. É o princípio já da flor. À, ok, đó, những cái này là chuẩn bị ra hoa này các bạn này. Đấy, những cái cây này, chuẩn bị, đây là những cái hoa này. Đó. Cái đỗ này thì anh em mình trồng này cũng chỉ hy vọng là sau này là khi nào mà được thu hoạch ấy thì cái thành quả nó có nhiều càng tốt các bạn ạ. Sau này để chia cho tất cả mọi người ở trong bản, rồi là cùng với cả cái đội làm nông nghiệp của mình nữa. Đó. Nói chung ở chỗ này là vườn ngô, vườn đỗ đây là đẹp rồi. Bây giờ sẽ chuyển sang cái phía vườn phía bên bên kia các bạn. Đó, bên đấy cũng có một cái vườn ngô nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ đi sang đấy thăm xem là như thế nào. Bây giờ
Mấy ngày hôm nay các bạn, mấy ngày hôm nay là như kiểu là Noel này, xong rồi chuẩn bị sang năm mới nữa. Thế nên là mọi người thời gian này thì mọi người nói chung là đàn ông rồi phụ nữ ở trong bản mọi người vui về cái vấn đề về lễ hội Tết nhất chứ các bạn, những ngày lễ ngày Tết ấy. Nên mọi người uống bia uống rượu cũng tương đối là nhiều. Nói chung là từ ngày 23 trở đi các bạn, từ ngày 23, 24, 25 cho đến ngày mùng 1, mùng 2 đó là mấy ngày vừa là lễ Giáng sinh này vừa là Tết Dương lịch các bạn. Bởi vì bên này là 100% người dân ở trong bản là tất cả mọi người đều theo đạo các bạn. Thế nên là cái như mọi người biết rồi thì cái ngày lễ Noel là cái ngày lễ lớn nhất ở trong năm. Đó, sau cái ngày lễ Noel thì lại đến Tết Dương lịch luôn. Thế nên là mọi người sẽ nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình những cái thời gian nghỉ ngơi các bạn, rồi là ăn uống. Đó. Thế nên là anh em mình cái vấn đề mà đi vào trong bản mà gặp người dân say xỉn rồi là nó không chuẩn giống như mọi khi rất là nhiều các bạn. Nhưng mà mình cũng hết sức thông cảm cho người ta, bởi vì là cái dịp lễ Tết giống như Việt Nam cũng thế các bạn. Khi mà Tết rồi thì là ai cũng kiểu như là trong tình trạng lúc nào cũng có bia rượu trong người. Thế nên cái vấn đề đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Đó, đây là lý do vì sao mà hôm nay bác Phó Thôn không có mặt ở đây. Đó. Bác Phó Thôn thì bây giờ đang hiện tại là đi theo kiểu là chân vắt vẻo như này, tiêu Camilo là tiêu bác phó thôn là đang vắt vẻo các bạn ạ. Mình vừa vào gặp bác rồi, chào bác rồi, nhưng mà thấy bác vắt vẻo quá nên bỏ bác ở trong nhà luôn các bạn đó. Rồi bây giờ sẽ đi sang bên cái phía vườn bên này. Đây là cái vườn ngô ở phía bên chỗ nhà thờ đây. Cũng nói chung là phát triển cũng tương đối là đẹp rồi. Có một cái hàng cây đầu tiên ở đây thì là nó hơi bị vàng một chút thôi. Đó các bạn đây. Ví dụ như các bạn nhìn cái khoang cảnh này, cái khung cảnh này đó. Đây là vườn ngô của người dân này các bạn này. Mọi người trồng thế nhưng mà không có lân đạm, không có điều kiện chăm sóc. Nên là nó chỉ như thế này thôi đó. Còn đây là cái chỗ ngô của anh em mình, mặc dù đây là đất khai hoang đó. Đây là cái vườn ngô của người dân trồng không có điều kiện chăm sóc, không có lân đạm rồi không có bất cứ cái gì cả. Còn đây là phía ngô bên anh em mình trồng có lân đạm, có đầy đủ rồi là có sức người chăm sóc ở đây, nó khác hoàn toàn luôn các bạn đó. Đây phía ngô bên này là của người dân trồng. Cái này thì từ trước đến giờ, từ bao đời nay rồi các bạn, mọi người trồng đều như thế này cả. Đây như mọi người biết ấy, thì ví dụ như là cái mọi người ở người dân ở trong bản thì có rất nhiều những cánh đồng ngô luôn, không phải là chỉ có một cái mảnh này. Thế nhưng mà các bạn biết đấy, nếu như mà cái cánh đồng ngô mà tất cả chỗ nào nó cũng như thế này thì không bao giờ người dân mà có khả năng để mà đủ ăn được. Đó, các bạn nói đủ ăn thôi đã là một cả một vấn đề rồi, chứ không nói gì đến cái chuyện là dư giả để mà bán đi rồi là lấy tiền cho con đi học rồi là mua miếng thịt miếng cá về cho con ăn. Các bạn đấy là cái chuyện quá xa vời, gần như là không bao giờ có luôn. Đây như các bạn nhìn đây, toàn bộ thế này 100%. Đây là lý do vì sao mà tất cả người dân ở trong bản thường xuyên gặp vào tình trạng đói nghèo các bạn. Còn đây các bạn, nó chỉ cách nhau có 40-50 phân đất thôi. Nhưng mà ở bên này và cái cây ngô bên này nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Đây. Đây là cái chỗ ngô mà đợt vừa rồi tất cả mọi người mình nói với mọi người là đi khai hoang để làm thêm cái khu vực này các bạn. Cái cây ngô cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Không biết phải nói như nào cả. Nó rất là xanh. Cây to mập, nó rất là xanh tốt và đẹp. Đó các bạn, đây, công nhận cái vườn ngô này, đoạn này là chuẩn, ngô đẹp, xanh đẹp. Ok rồi. Đó, đây là được cái đoạn này này. Rồi bây giờ sẽ đi sang phía bên này nữa. Muito bonito. À. Đó. Đây, sang phía bên này.
phía bên này thì cái căn bản là cái đợt đấy mọi người trồng ấy thì là cứ cuốc đất đến đâu các bạn ạ, cuốc đất đến đâu thì gieo hạt đến đấy. Thế nên là cái chỗ bên này, ở phía kia là đây các bạn, chỗ này, những cái chỗ mà nó đã trổ cờ đấy, đấy là cái chỗ mọi người trồng đầu tiên, cuốc đất đầu tiên và trồng đầu tiên. Còn chỗ này thì lại trồng đợt thứ hai đó. Còn chỗ này hiện tại chỗ mình đang đứng đây thì là trồng vào đợt thứ ba các bạn đó. Chỗ này là trồng vào đợt thứ ba này đó, là làm chia làm 3 lần khác nhau để làm. Mặc dù là cái cây ngô này thì nó đang nhỏ thôi các bạn đây. Mặc dù cái cây ngô này nó đang nhỏ thôi nhưng mà nó rất là xanh đẹp và không bị sâu các bạn đó, xanh từ đầu lên chân luôn. Cái này thì sau này khi nào mà chờ đợt này nó mọi người nghỉ hết Tết dương lịch đi, sau đó thì để thời gian rảnh rỗi mọi người tập trung lại vào công việc thì mình sẽ mang lân đạm vào đây để cho mọi người đi bón thêm một lần nữa. À, lân đạm ở trong nhà thờ có rồi. Đó các bạn, đây là cái vườn hoa của cái này là trước mình lấy ở nhà anh thư ký ấy, bảo anh thư ký là cầm ra đây để rắc vào trong khu vực nhà thờ đó. Đây. Toàn bộ cái này các bạn. Mùa Mika vai Avansaki. Mùa Noel Giáng sinh ở đây đúng vào mùa mưa luôn các bạn, thế nên là cây cối ở đây phát triển rất là đẹp. Đó, cái này sau khi mà nó bắt đầu chuyển vào mùa khô ấy, thì là bắt đầu cây nó lại bị héo, nó lại bị khô. Sau này khi nào mùa mưa thì nó lại lên, nó lại phát triển bình thường. Đây. Cả phía bên này nữa các bạn. Cả phía bên này đây. Đó. Một rừng hoa rất là đẹp luôn. Toàn bộ cái khu vực này. Đó. Sau này thì ở bên cái nhà thờ ở chỗ Swambanda đây các bạn, mình cũng sẽ trồng những cái cây hoa tương tự kiểu dạng như thế này ở hai bên sườn các bạn. Bây giờ mình đã bảo mọi người, tất cả mọi người tập trung ra cái chỗ vườn nông nghiệp đây rồi. Thì hôm trước ấy thì là Noel ấy, thì là ngày lễ Giáng sinh ấy, thì tất cả mọi người trong bản đều nhận được quà rồi. Thế nên là mình không vào phát thêm một lần nữa. Ngày hôm nay thì là 27, chuẩn bị cũng là Tết dương lịch rồi các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào đây để phát lương cho tất cả mọi người, cộng với cả tiền thưởng về Tết. Đó. Ta về tiểu. Dạ luôn. Ôi gì, vamos receber ya salario. Vamos a reservar ya una buena fiesta porque aquel día está duende y no ven aquí, ¿está bien? Ya. Tio. Thank you very much. Muito obrigado, sí. Tua pandula. Eliano. Pronto. És o Maí, meu querido. Vai chegar. Não, Eliano não. Essa fica o último, vai chegar. Essa Isora vai comprar garfo do chefe. É burro como eu. Eu. Mana, onde fica aqui? Ela vai comprar cargo como do chefe. Ela vai comprar. É da meu contar como do chefe. Daí. É na boa. Tá bom. Aí não é. Aí. Deixa cá no lugar desse. É o. Ok. É do bem. É na boa. Ok. Porra. Ah, amanhã já ia nascer. Não quer na praça. Nem tem plano. É. Tá aqui. Eu vou lá cantar! Tá bom! Eu vou lá cantar amanhã, vai! Ué, esse Vita Bumba é outro mana, né? Ah, é mana. Não, esse aqui é na Nagita. Ah, ok. Ok.
Não, calma, 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 calma. Deixa eu confirmar. Tá aqui. Ok. Falta uma pessoa que não veio. A do Joana, né? Não, da Joana é essa aí. Ah, Joana Mana quer receber, né? Sim. Só tá a trabalhar mesmo. Ah, já, já, já. A Mana que tá grávida, quem vai receber? Sou eu. Entrega só. Ah, tá aqui. Já, depois entrega ela, né? Sim. Tio, boa festa. Tá aqui. Ok. Vamos cantar. Nó tên vô rồi, bắt đầu diễn ra. Đó các bạn, đây là hôm nay anh em mình đã phát lương cho tất cả mọi người cùng với tạp tiền thưởng. Bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Thế thôi, bây giờ anh em mình cũng xin phép rồi đi về để cho mọi người cùng về luôn thôi. Yeah, bye. Boa festa para tudo, né? Yeah, boa entrada. Yeah. Ok các bạn, thế thôi, video ngày hôm nay anh em mình xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Phát là chào các bạn. Tamo. Vai rápido, chuva. Ah, tá vindo o carro.